Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 12 trong giáo trình Read and Learn Kanji N3. Đây là bài cuối cùng ở trong phần Kanji N3 của sách Look and Learn tập 1. Và từ những bài sau chúng ta sẽ bắt đầu học sang tập 2 nhé. Các bạn sẽ quan sát các chữ thuộc chủ đề bài 12 này có chủ đề là Shukan, là thói quen. 497 là chữ nguy trong từ nguy hiểm, 498 là chữ hiểm trong từ nguy hiểm, 499 là chữ thập nghĩa là nhặt, 500 là chữ xả nghĩa là vứt, 501 là lệ là quay lại, 502 là chữ hấp có nghĩa là hút trong hút thuốc lá hoặc là hấp trong từ hô hấp, hấp thu. 503 là chữ phóng trong từ phóng thích có nghĩa là thả ra. 504 là chữ biến trong từ biến đổi, thay đổi. 505 là chữ xỉ nghĩa là răng. 506 là phát là tóc. 507 là hội trong từ hội họa nghĩa là bức tranh. 508 là hoành có nghĩa là ngang. 509 là đương trong từ đương thời. 510 là chữ truyền trong từ truyền thống. 511 là chữ tế trong từ tế bào. 512 là chữ vô trong từ vô lễ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết những chữ này nhé. Chúng ta có chữ đầu tiên là chữ nguy. Chữ nguy cái phần bộ thì nó hơi linh tinh cho nên mình cũng không phân tích bộ thủ nữa. Nó cũng không ra một cái bộ gì hết đúng nhỉ. Cho nên là chúng ta sẽ vào luôn phần cách đọc nhé. Nó có âm kun là abu hoặc là aya. Ví dụ abunai có nghĩa là nguy hiểm, aya ui là nguy hiểm hoặc là suýt. Âm ôn đọc là ki, ví dụ trong từ kiken là nguy hiểm, ki ngay là nguy hại, kiki là nguy cơ, kitoku là nguy đốc có nghĩa là tình trạng bệnh hiểm nghèo. Về phần thông tin bổ sung ấy thì chúng ta có hai cái từ abunai và aya ui, mặc dù cũng viết là nguy hiểm như thế này đúng nhỉ, nó cũng nhiều trường hợp là mang tính chất là đồng nghĩa với nhau. Thế nhưng mà tuy nhiên là cái từ aya ui người ta còn dùng dưới dạng phó từ, đó là aya uku mang nghĩa là suýt chút nữa và thường là đi kèm với ngữ pháp tokoro datta nghĩa là suýt thì nhá. Ví dụ aya uku he ni kuruma o butsukeru tokoro datta, tức là suýt nữa, xém chút nữa là tông xe vào tường mất rồi đúng không nhỉ. Bản chất tokoro datta đã suýt rồi, thế nhưng mà nó cho thêm cái phó từ này vào để nhấn mạnh cái mức độ suýt nhá, một chút nữa là xảy ra cái vấn đề đấy. Tiếp theo các bạn có chữ hiểm. Chữ hiểm này nó ghép bởi phần bên trái là bộ phụ. Bộ phụ đây, phần bên phải thì nó cấu thành bởi nhiều bộ đúng không? Ví dụ nhân này, nhất này, khẩu này, xong lại nhân đúng không nhỉ? Thì cái phần này chúng ta coi đây là một cái bộ kiện để chúng ta nhớ, chúng ta không có tách ra nhé, bởi vì là có nhiều chữ khác cũng có chung cái phần bên phải như thế này. Thì lát ở phần kanji tương tự chúng ta sẽ xét. Chữ hiểm có âm kun là kewa, ví dụ trong từ kewashi có nghĩa là hiểm trở, treo leo. Ví dụ Kewashiyama ấy là ngọn núi hiểm trở đấy. Âm ôn đọc là ken, ví dụ trong từ kiken là nguy hiểm, boken là mạo hiểm, hoken là bảo hiểm, hoken shomesho là bảo hiểm chứng minh thư có nghĩa là thẻ bảo hiểm, ken akuna là hiểm ác. Về phần kanji tương tự chúng ta có như vừa nói lúc nãy, thì để nhớ cái chữ này các bạn có thể nhớ theo hình thức gọi là bộ kiện. Bộ kiện tức là nguyên si một cái phần đấy nó cấu thành nên nhiều chữ Hán khác nhau. Và thông thường là những cái chữ cùng chung cái bộ đấy thì sẽ đọc cùng một cách đọc âm onyomi. Ví dụ các bạn có chữ này ghép bởi bộ gì nhờ? Ghép bởi bộ mộc là cái cây và cái phần này đúng không? Đấy. Thì chữ này là chữ kiểm. Chúng ta sẽ học ở phần kanji N3 nhé, tập ở sách tập 2. Kiểm này trong từ kiểm tra, kiểm sát. Ví dụ này. Ví dụ trong từ gì đây nhỉ? Trong từ kensa. Kensa là kiểm tra. Đấy, các bạn thấy chưa? Kensa. Đọc là ken giống như chữ hiểm này đúng không? Khi mà chúng ta có cái bộ này ghép với lại bộ đao thì được chữ kiếm. Được chữ kiếm. Chữ kiếm có âm kun đọc là tsurugi. Chữ kiếm này là kanji N1. Tsurugi. Còn âm ôn cũng đọc là ken, ví dụ trong từ kiếm đạo là kendo. Đấy, kendo. Chữ tiếp theo là chữ gì nhỉ? Ghép bởi bộ nhân đứng với lại cái chữ này thì đây là chữ kiệm trong từ gì đấy? Trong từ kenyaku, kiệm ước có nghĩa là gì đấy? Tiết kiệm. Thì các bạn thấy rằng khi mà nó cùng chung cái phần bên, nó cùng có cái bộ này thì tất cả đều là ken hết đúng không? Tiếp theo chúng ta có chữ thập. Chữ thập ghép bởi phần bên trái là gì nhỉ? Phần bên trái là bộ thủ là cái tay. Phần bên phải là chữ hợp.
À ừ, thì ghép vào nhá. Chúng ta có thể nhớ theo cách đây là cái tay hợp này hay nhặt mấy thứ linh tinh. Đây là tay này, đây là hợp, chúng ta có thể cho là đây là tên người luôn để nhớ đúng không nhỉ? Cái tay hợp này hay nhặt mấy thứ linh tinh thì chữ thập này nghĩa là nhặt. Âm cương đọc là hiro, ví dụ trong từ hiro nghĩa là nhặt, thu lượm, gom góp. Âm ôn đọc là shu hoặc là dư, thế nhưng mà ít dùng hơn, ví dụ trong từ shu toku butsu là thập đắc vật, là vật nhặt được hay là của rơi. Về kanji tương tự chúng ta có một số chữ, ví dụ đây là chữ liệp. Chữ liệp này ấy, thì nó là kanji của N1, thế nhưng mà nó cấu thành cũng không khó đúng không? Nó ghép bởi phần bên trái là bộ gì đấy? Bên trái là bộ thủ, cái tay bên phải là chữ gì nhỉ? Bên phải là chữ niệm trong từ kỷ niệm ấy. Đấy, thì được chữ liệp này đọc là trong từ gì nhỉ? Trong từ nejiru nhá. Đấy, vặn xoắn. Đây là chữ tháp, ghép bởi bộ gì nhỉ? Ghép bởi bộ thủ này, là cái tay này, bộ thảo đúng không? Bộ thảo là cỏ và dưới là chữ hợp, thì cũng na ná trông tựa tựa chữ này đúng không nhỉ? Chữ tháp này đọc là thô, ví dụ trong từ thô dồ, tháp thượng. Tháp thừa là gì đây? Tháp thừa là lên máy bay. Tiếp theo chúng ta có đây là chữ xả, nhìn cũng hơi tựa tựa đúng không nhỉ? Bởi vì nó cùng chung cái phần bộ nhân này này, nét ngang thì cũng có và dưới là khẩu cũng có. Có điều là cái này nó khác khác đi, biến biến đi một chút thôi. Xả đây là đọc là sư tê rự, thì tí giờ chúng ta sẽ học chữ xả ở dưới nhé. Rồi, tiếp theo chữ xả ghép bởi bộ gì nhờ? Ghép bởi bộ thủ là cái tay và bộ gì đây? Toàn bộ cái phần bên phải này, đây là chữ xá. Chữ xá thì chúng ta sẽ xét chữ xá sau nhé. Cách nhớ đó là tay này ở phố xá mà lại hay xả rác. Đây là cái tay này đúng không nhỉ? Đây là chữ xá trong từ phố xá. Cái tay này ấy, ở phố xá mà lại hay xả rác. Âm cương đọc là sư, ví dụ trong từ sư tê rự là ném hoặc là vứt bỏ. Mi sư tê rự là kiến xả, là bỏ ra hoặc là từ bỏ. Âm ôn đọc là xa, ví dụ trong từ si xa go như tứ xả ngũ nhập, tức là sự làm tròn số đúng nhỉ? Chúng ta bỏ 4 chúng ta lấy thành 5 đúng không nhỉ? Thì thà làm tròn số nhá. Hoặc là Shu sha sen ta cự thủ xả tuyển tuyển trạch là sự lựa chọn. Về kanji tương tự chúng ta có cái phần này này các bạn này. Cái phần bên phải của chữ xả là chữ xá, ghép bởi gì đấy? Nếu mà phân tích chi ly nó là bộ nhân này, bộ thổ và bộ khẩu đúng không? Xá này là trong từ, xá này chính là trong từ phố xá rồi cư xá đấy. Thế nhưng mà người ta không ghép mấy cái từ đấy, ví dụ những cái từ hay gặp nhất của nó, ví dụ các bạn có chữ cô xạ. Đây, cô xạ là hiệu xá nhá. Hiệu xá có nghĩa là ký túc xá của trường. Đấy. Hay này, có một từ nhé, ký túc xá này. Kisuku xạ. Đấy, các bạn thấy chưa? Ký túc và xá có đúng chữ này luôn, thế nhưng mà người ta ít dùng cái chữ này. Người ta hay dùng chữ rio nhiều hơn. Kisuku xạ. Và đặc biệt ấy, chúng ta có một từ đấy là từ điền xá đúng không nhỉ? Điền xá không đọc là đền xạ mà đọc là inaka, quen không? Đây chính là quê hương đấy, nhưng người ta viết dưới dạng hiragana là chính. Hoặc là chữ thập đúng không nhỉ? Chữ thập, à, đây 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 là viết sai mất rồi, đây là chữ xả mất rồi, nhưng mà chữ thập thì nhìn nó cũng na ná tựa tựa cái chữ xả này nhá. Chữ thập là hiro chúng ta vừa xét ở phía trên đây đúng không? Đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ lệ. Chữ lệ ghép bởi bộ gì nhỉ? Bộ hộ. Bộ hộ đây. Đây là bộ hộ này. Và đây là bộ đại, thì có thể nhớ theo cách là hộ lớn và quay trở lại. Đây là một người tên là hộ, chúng ta coi đấy là bộ thủ luôn. Hộ lớn đúng không? Đứa tên là hộ này nó lớn và nó quay trở lại. Âm cương yomi đọc là modo, trong từ modoru là quay lại. Tự động từ nghĩa là quay lại nơi nào đó đúng nhỉ? Tha động từ là modos có nghĩa là hoàn lại, trả lại cái thứ gì đó, đưa lại thứ gì đó. Harai modos là trả lại, hoàn trả tiền phí nhé. Tori modos là thủ lệ, là khôi phục, thu hồi lấy về. Âm ôn đọc là d, ví dụ trong từ hendekin phản lệ kim nghĩa là tiền hoàn lại. Tiếp theo các bạn có chữ hấp. Chữ hấp này ghép bởi bộ gì đấy? Ghép bởi bộ khẩu là miệng và bên tay phải là chữ cập trong từ phổ cập, thì có thể nhớ theo cách là miệng phổ cập việc hấp thu dinh dưỡng đúng không nhỉ?
Ví dụ người đấy là bác sĩ chẳng hạn thì phải đi phổ biến cho mọi người đúng không, bằng 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 cách nói đúng không nhỉ? Miệng phổ cập việc hấp thu dinh dưỡng nhá, miệng này phổ cập việc hấp thu dinh dưỡng. Thì âm cương đọc là sư, ví dụ từ sư là thở hoặc là hút hút thuốc lá, chúng ta có là tabaco sư đúng không nhỉ? Suigara là hấp xác, nghĩa là tàn thuốc lá. Âm ôn đọc là kyu, ví dụ trong từ kokyu là hô hấp, kyushu là hấp thu. Về chữ Hán tương tự, chúng ta có cái phần bên phải của chữ hấp chính là chữ cập. Chữ cập này đọc là oyobu, oyobu âm cương, oyobu có nghĩa là lan ra, lan rộng nhá. Tha động từ của nó là oyobos, có nghĩa là làm ảnh hưởng, gây ra. Oyobos. Còn về phần âm onyomi nó đọc là kyu, ví dụ từ fukyu phổ cập. Đấy, lan rộng. Tiếp theo chúng ta có chữ phóng. Chữ phóng này ghép bởi bộ gì đây? Ghép bởi bộ phương. Đây là phương, đây là bộ phộc. Thì có thể nhớ theo cách là phương đánh phóng đúng không? Thằng phương nó đánh thằng phóng nhá. Nhớ vậy cho nó nhanh đúng nhỉ? Phương đánh phóng, ghép vào ra câu chuyện. Âm cương đọc là hana hoặc là bana. Ví dụ hana là thả hoặc là buông. Tebanas đúng nhỉ? Ở ngoài cái từ đấy nó còn có một từ đấy là từ tebanas là buông tay. Đấy. Tebanas nhưng mà nó hơi thiếu chỗ nên là loại bớt không cho vào đây. Và từ này cũng không dùng nhiều. Âm ôn đọc là hô, ví dụ trong từ hô sô phóng tống là sự phát thanh. Cai hô sư rự là giải phóng, nghĩa là giải phóng hoặc là giải tỏa. Cai hô sư rự tiếp, đây là chữ khai, là khai phóng, nghĩa là được mở cửa, mở cửa. Hô xa nô là phóng xạ năng, nghĩa là khả năng phóng xạ. Hô cờ là phóng hỏa, suy hô là truy phóng, là sự đuổi theo. Về phần thông tin bổ sung ấy, chúng ta sẽ có 3 động từ cùng đọc là hanasu. Ví dụ đầu tiên là hanasu là chữ thoại, có nghĩa là nói chuyện. Ví dụ Jiu nhiều đệ hanasanai de kudasai là đừng nói chuyện trong giờ học đúng không? Đấy. Số 2 nhé, hanasu này là chữ ly, nghĩa là buông hoặc là rời bỏ. Ví dụ theo hanasanai de kudasai là xin đừng buông tay đúng nhỉ? Buông tay là như kiểu đây là hai tay nắm vào nhau ấy đúng không? Thì đừng có buông buông bỏ tay kiểu liên quan đến khía cạnh tình cảm. Hanasu này là nghĩa là thả bỏ phóng thích. Ví dụ như là Torio Hanasu là thả chim đúng nhỉ? Đấy, Sakanao Hanasu là thả cá này. Hay là Handoru Karateo Hanasanai de là đừng buông tay khỏi vô lăng. Mặc dù cùng là buông tay nhưng cái này là buông tay tình cảm, còn cái này là buông tay gì nhỉ? À, tay đang cầm vào đấy và mình bỏ ra, mình rời ra thì dùng cái chữ phóng này nhá. Tiếp theo các bạn có chữ biến. Chữ biến có phần trên là bộ gì nhỉ? Phần trên nó cũng gần giống cái bộ xích đúng không? Nhưng mà bộ xích thì nó lại hơi thiếu một chút so với bộ xích. Nó còn thiếu cái nét ngang ở trên đúng nhỉ? Thì mới thành bộ xích được. Phần dưới là cái bộ truy. Chúng ta cũng sẽ không nhớ theo cái cách phân tích bộ bởi vì bản chất nó đã không là bộ rồi đúng nhỉ? Âm khương đọc là ka, ví dụ âm từ kawaru nghĩa là thay đổi, đa số là dùng trong trường hợp giống như là tự động từ nhá, kawaru ấy. Kaeru là tha động từ nghĩa là làm thay đổi hoặc là biến đổi. Ai kawarazu là như mọi khi, như thường, không đổi. Âm ôn đọc là hen, ví dụ henna là khác thường, kỳ lạ. Tai hen, đại biến nghĩa là vất vả hoặc là rất, dùng như phó từ. Hen cờ là biến hóa, là thay đổi. Hen cô là biến canh, nghĩa là biến đổi. Về kanji tương tự, chúng ta có chữ luyến thì gần gần giống chữ này. Chữ luyến nó thay cái bộ dưới này bằng bộ tâm thì được chữ luyến. Ví dụ, nó đọc là coi, đúng nhỉ? Trong từ coibito các bạn biết rồi đúng không? Coibito có nghĩa là người yêu, hoặc là đen trong từ đen ai. Đen ai là gì đây? Luyến ái là tình yêu. Hay là shichiren đúng nhỉ? Là thất luyến, là thất tình nhá. Tiếp theo chúng ta có chữ sỉ. Chữ sỉ ghép bởi phần trên là bộ gì đây nhỉ? Phần trên đây là bộ chỉ là dừng lại, phần dưới là bộ mễ đúng nhỉ? Và đây là bộ gì nhỉ? Đây là bộ, đây cái bộ này là, bộ này là bộ gì nhỉ? Bộ này là bộ không, à nó cũng tự nhiên quên mất bộ này là bộ gì rồi. Thôi tóm lại là chúng ta sẽ cũng không phân tích câu chuyện là chữ chữ sỉ để nhớ đúng không?
cho nên là các bạn cũng không cần phải quan tâm đến cái bộ nó là bộ gì nhá. Đấy. Âm khương đọc là ha hoặc là ba, ví dụ âm từ ha là răng này, ha y xạ là xỉ y giả nghĩa là bác sĩ nha khoa, mư si ba là trùng xỉ nghĩa là răng sâu, hamingaki là gì nhỉ, xỉ ma là việc đánh răng, bình thường mình dùng là hao mingaku đúng nhỉ, hao mingakimasu, thì dạng danh từ sẽ là hamingaki là việc đánh răng. Âm ôn đọc là si, ví dụ âm từ si ka là xỉ khoa, là nha khoa ấy. Một số kanji tương tự, thực ra gọi là tương tự nhưng mà chính bởi vì là nó có cái phần cấu kiện là bộ bộ xỉ này thôi chứ thực ra nó cũng không tương tự lắm đúng nhỉ. Ví dụ đây là chữ linh, nó ghép bởi bộ gì nhỉ, bộ xỉ là cái răng với lại chữ lệnh trong từ mệnh lệnh ấy, thì được chữ linh này nghĩa là tuổi. Ví dụ trong từ gì đây, trong từ nende ấy, nende là gì đây nhỉ, tuổi ấy. Hay là các bạn được học cái từ cao linh đúng không, kore này, kore là cao linh, là cao gì đây, cao tuổi ấy. Tiếp theo đây là chữ giảo nghĩa là cắn, nó ghép bởi bộ gì nhỉ, nó ghép bởi bộ xỉ và bộ gì đấy, và cái bộ khẩu là cái miệng đúng nhỉ. À, khi ăn thì miệng phải hoạt động và răng phải cắn đúng không. Cái chữ giảo này đọc là, các bạn còn nhớ cái động từ cắn là gì không nhỉ, kamu đúng nhỉ, đấy gõ nó ra đấy, kamu. Chú ý chữ, cái này chữ này thì chúng ta để ý đến âm kunyomi thôi, âm ôn nó không quan trọng lắm. Tiếp theo các bạn có chữ phát, chữ phát này ghép bởi bộ gì nhỉ, ghép bởi bộ trường đây nhá, là dài này, đây là bộ sam, bộ sam này, và đây là bộ gì đấy, đây là bộ hữu là bạn. Vậy thì có thể nhớ theo cách đây là tóc dài như sam là người, là bạn tôi đúng nhỉ, cái đứa mà có tóc dài đúng không nhỉ, tóc này, toàn bộ chữ này là tóc nhá, tóc nó dài như đuôi sam ấy là bạn của tôi. Âm cương đọc là kami hoặc là gami, có trường hợp đọc là kami, ví dụ như là kami là tóc này, kami no ke là phát mao là sợi tóc, kamigata là phát hình là kiểu tóc, kurokami là hắc phát là tóc đen. Âm ôn nó sẽ đọc là hatsu hoặc là patsu, ví dụ senpatsu là tẩy phát là gội đầu, sampatsu là tàn phát nghĩa là việc cắt tóc, kimpatsu là kim phát là tóc vàng, hakuhatsu là chữ bạch, đây không phải là chữ kaku, cái này bị sai nhá, không phải là kakuhatsu mà là hakuhatsu. Hakuhatsu có nghĩa là tóc trắng đúng không? Đấy, tóc bạc. Thì ngoài cái cách đọc là hakuhatsu, người ta hay dùng cái cách đọc khác là shiraga. Shiraga là cách đọc đặc biệt. Về phần thông tin bổ sung ấy thì chúng ta sẽ có này, khi các từ ghép thuộc loại guago, guago là hòa ngữ, nghĩa là từ được tạo ra ở Nhật, thì sẽ không đọc theo kiểu âm ôn mà đọc theo kiểu âm cương, và thường âm đằng sau sẽ có đục âm, tức là thêm tèn tèn nếu nó thuộc hàng kasataha. Ngoài cái chữ kamigata thì còn một số từ khác như sau, tức là sao bình thường cái chữ đằng sau này là chữ 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 hình đọc là kata đúng không nhỉ, đấy kata đứng âm cương một mình nó như vậy, thế nhưng mà khi ghép bởi cái chữ phát đằng trước thì nó sẽ biến thành gata có thêm đục âm nhá. Thì những cái chữ thuộc loại guago là những cái chữ kiểu kiểu gì nhỉ, kiểu do Nhật tạo ra này, nó sẽ đọc theo kiểu âm cương. Một số chữ khác ví dụ tegami thủ chỉ là thư đúng không, tsuyobi cường hỏa là lửa lớn này, kozakana tiểu ngư là cá nhỏ, và yokogiru là hoành thiết là cắt qua. Đấy các bạn lưu ý cái trường hợp này nhé. Tiếp theo chúng ta có chữ hội, chữ hội ghép bởi phần bên trái là bộ gì nhỉ, bộ bộ mịch, phần bên phải là chữ hội là gặp gỡ, thì có thể nhớ theo nghĩa là sợi chỉ tại hội đúng nhỉ, sợi sợi chỉ tại hội ấy thì dùng trong hội họa, sợi chỉ tại cái hội này thì dùng trong hội họa. Âm khương đọc là e, ví dụ trong từ e là bức tranh, ehon là hội bản là sách tranh, enogu là hội cụ là màu vẽ, aburae, abura chúng ta có là dầu đúng không nhỉ, thì thêm chữ e vào nghĩa là tranh sơn dầu, ukiyo-e là phù thế hội là tranh ukiyo-e, một cái loại hình tranh rất là nổi tiếng ở Nhật, nigao-e là tự nhan hội là gì nhỉ, tranh chân dung. Âm ôn đọc là kai, ví dụ trong từ kaiga là hội họa. Về kanji tương tự chúng ta có một chữ nó gần na ná, đấy là chữ cấp, chữ cấp đây nhá, đây này chữ cấp, ví dụ chúng ta chữ cấp này ghép bởi bộ mịch và bộ gì đây nhỉ, và bộ và chữ hợp
thì có phần này có cái phần nhân giống và phần cái nét gạch ngang này giống, khác mỗi cái gì nhỉ, khác mỗi phần dưới thôi. Thì chữ cấp này trong từ cung cấp, ví dụ trong từ cung cấp đọc là gì nhỉ, cô kêu đúng không, à đấy là cao cấp, kêu kêu đúng nhỉ, đây kêu kêu ấy, hoặc là trong từ kêu điều cấp liệu là lương, cái này các bạn chắc là quá quen rồi đúng không nhỉ, kêu điều. Tiếp theo chúng ta có chữ hoành, chữ hoành ghép bởi bộ gì nhỉ, ghép bởi bộ mộc là cái cây và bộ hoàng là màu vàng ở bên tay phải, thì có thể nhớ theo cách đấy là cây màu vàng nằm ngang đúng không, đây là cái cây nhá, đây là màu vàng và nằm ngang, hoành nghĩa là ngang đúng nhỉ, đấy trục tung trục hoành đấy, trục tung là thẳng đứng còn trục hoành là nằm ngang. Âm khương yomi đọc là yoko, ví dụ từ yoko là bên cạnh hoặc là chiều ngang, yoko giru là hoành thiết nghĩa là xuyên qua chạy ngang qua, yoko zuna là hoành cương là đô vật loại 1. Âm ôn đọc là ô, ví dụ từ ô đan suru là hoành đoạn nghĩa là băng qua, ô đan hô đô hoành đoạn bộ đạo nghĩa là đường cho người đi bộ. Về kanji tương tự chúng ta có, đây là chữ hoàng, chữ hoàng chính là cái phần gì nhỉ, chính là cái phần bên phải của chữ hoàng này, chữ hoàng đọc là gì đấy, đọc là ki trong từ ki iro đúng không nhỉ, đấy ki iro nhá, ki iro, hoặc là đọc là ô, ví dụ trong từ ô gôn hoàng kim đúng không nhỉ, đấy ô gôn. Đây là chữ cấu, cũng tựa tựa một chút đúng không nhỉ, cùng chung bộ này này, cái phần trên này cũng là ná nhau và phần cái bộ điền này cũng hơi 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 giống nhau một xíu đúng không nhỉ. Chữ cấu này đọc là gì nhỉ, đọc là kamau nghĩa là quan tâm đúng không, quan tâm chăm sóc để ý này. Âm ghép đọc là cô, ví dụ từ cô chi cự cấu trúc, cô chi cự cấu trúc nhá, kịch cô nhiều từ. Chữ cấu này cũng sẽ được học ở phần kanji tập 2. Tiếp theo chúng ta có chữ đương, chữ đương ghép bởi bộ gì nhỉ, ghép bởi trên này là bộ bộ tiểu là nhỏ và đây dưới là bộ ký bộ kệ nghĩa đầu nhím ấy, rồi cái này chúng ta không không để ý đâu. Âm cương đọc là a, ví dụ động từ atharu là tự động từ nghĩa là trúng, nhiều nghĩa tí chúng ta sẽ xét xem là những nghĩa nào nhá, ví dụ như là trúng đích này, atharu là tha động từ là bắn trúng. Âm on yomi là tô, ví dụ động từ hon to ni là thực sự là, hon to đúng nhỉ, hon to na hon to ni hon to a, tan to là đảm đương, thô gen là đương nhiên, obento là biện đương nghĩa là cơm hộp, tekito là thích đương là thích hợp phù hợp, thô di là đương thời. Về cách dùng của động từ atharu đây là một số cách tiêu biểu, ví dụ nghĩa đầu tiên nghĩa là đập, ví dụ boru ga atatte Madogarasu ga wareta là gì đấy, bóng nó đập trúng và kính cửa sổ bị vỡ đúng không. Boru, không hiểu sao cái từ boru là quả bóng hay rất là hay bị nhầm thành poru, bị gõ sai thành poru, kể cả N2 cũng đôi khi là gõ sai như thế. Nghĩa số 2 nghĩa là trúng, ví dụ trúng số chẳng hạn đúng không nhỉ, hoặc là dự báo thời tiết trúng chẳng hạn, Takarakuji ga atatta trúng số. Nghĩa số 3 là chiếu, ví dụ hi ga ataru là mặt trời chiếu nhé. Nghĩa số 4 là đụng, gặp, ví dụ Ikai sen de kyonen no yusho chimu to ataru koto ni natta là đã được quyết định là phải đụng đúng nhỉ, phải gặp cái đội vô địch năm ngoái trong trận đấu đầu tiên. Tiếp theo chúng ta có chữ truyền, chữ truyền ghép bởi bộ gì nhỉ, chữ truyền ghép bởi bộ nhân đứng đúng không, và bộ gì đấy, đây là bộ vân này, nó trong cái từ từ vân là kumo là đám mây ấy. Đấy thì chúng ta có âm cương của nó đọc là tsuta hoặc là tsuda, ví dụ trong từ tsutawaru là được truyền tải, tsutaeru là truyền đạt cái điều gì đó, tetsudau là thủ truyền nghĩa là giúp đỡ. Âm ôn đọc là den, ví dụ động từ dengon là truyền ngôn là tin nhắn, giống như là từ gì nhỉ, giống từ message đúng không, dento là truyền thống, senden là tuyên truyền, densen là truyền nhiễm, denki là truyền kỳ là tiểu sử này, idenshi là di truyền tử tức là gen ADN đấy đúng không nhỉ. Về kanji tương tự chúng ta sẽ có nhá, đây là chữ nhân, đây chúng ta bỏ bỏ cái phần dưới này đi, chỉ lấy mỗi chữ
Người chữ nhân đứng với lại bộ nhị thì được chữ nhân trong từ nhân nghĩa đúng không nhỉ? Ví dụ nhân nghĩa sẽ là Jingi. Đấy, nhân nghĩa, cái nhân này tượng trưng cho nhân nghĩa nhân từ ấy. Thử có xem có nhân từ không nhá, nếu có sẽ là Jingi. Đây có nhân từ này các bạn này. Tất nhiên là cái từ nhân với từ từ này chúng ta sẽ học ở phần kanji N1 đúng nhỉ? Tiếp theo, chúng ta lại bỏ phần trên đi, đúng không? Chúng ta bỏ phần trên, bỏ cái chữ nhị này đi, chúng ta lấy phần dưới thì được chữ Phật. Chữ Phật này là gì nhỉ? Đọc là Hotoke. Hotoke là ông Phật, ông Bụt nhá. Còn ghép âm đọc là Bứt, ví dụ từ Bukyo. Bukyo là Phật giáo. Tiếp theo chúng ta có chữ nhiệm. Chữ nhiệm thì nó cũng tựa tựa một chút đúng nhỉ, bởi vì nếu mà tính ra thì cái này cũng một nét ngang, cái này nó cũng hơi hơi ngang ngang, dần gần giống cái này đúng không? Đấy, mỗi tội là cái này nó có dọc một phát thôi. Thì nhiệm này đọc là gì nhỉ? Đọc là Makaseru. Makaseru nghĩa là giao phó. Và ghép âm đọc là gì? Đọc là nin đúng không? Ví dụ từ sekinin. Sekinin là gì đấy? Trách nhiệm. Tiếp theo, chúng ta có chữ tế. Chữ tế ghép bởi phần bên trái là bộ mịch là sợi chỉ, phần bên phải là bộ điền. Thì có thể nhớ theo cách là sợi chỉ ở ruộng trông như một tế bào đúng không nhỉ? Sợi chỉ ở ruộng nhé, trông như một tế bào. Âm cương động là hoso, koma hoặc là boso. Ví dụ từ hosoi là gầy, mảnh này. Komakai là chi ly, lẻ, dùng cho tiền chẳng hạn. Hosonagai là tế trường, là dài và mảnh. Kokoro Bosoi là tâm tế, là cô đơn, không có sự giúp đỡ. Âm ôn đọc là sai, ví dụ từ Shosaina là tường tế, là chi tiết tường tận. Saikin là tế khuẩn, nghĩa là vi khuẩn. Saibo là tế bào. Saiku là tế công, nghĩa là tác phẩm. Về thông tin bổ sung ấy, chúng ta có từ Komakai, nó đồng nghĩa với từ chi sai, nghĩa là nhỏ lẻ. Còn từ Shosaina đồng nghĩa với từ Kuwashi, và nghĩa là chi tiết. Tiếp theo chữ cuối cùng trong bài ngày hôm nay đấy là chữ vô. Chữ vô. Chữ vô này chúng ta có thể phân tích luôn một chút và học luôn cái phần thông tin bổ sung của chữ vô nhá. Chữ vô này nó có phần bên gì đấy? Nó có phần bên trên cùng. Đây, cái nét này là bộ nhân nằm, là người. Dưới đây là giống tượng trưng cho các thanh củi đúng không các bạn? Đây, thanh củi đang xếp này. Và dưới cùng là bốn chấm hỏa, là lửa. Vậy thì câu chuyện của chữ này đấy là đây chính là cái hình ảnh mà khi người ta hỏa thiêu một người ấy, đúng nhỉ? Thì người ta chết đi ấy, thì cuối cùng sẽ trở về cõi hư vô, sẽ không mang đi được cái gì cả. Đấy. Đây chính là cái ý nghĩa của chữ vô là như vậy nhá. Chữ vô này có âm cun đọc là na, ví dụ từ nai có nghĩa là không có, nhưng mà ít khi người ta viết dưới dạng này. Đa số người ta viết hiragana thôi, người ta không làm phức tạp hóa vấn đề lên. Ngoài ra còn có động từ nữa đúng nhỉ? Động từ nakunaru là mất đi, ví dụ là mất đi đồ đồ vật mất đi ấy, người ta cũng có thể dùng chữ này. Thế nhưng mà thực tế là người ta cũng viết dưới dạng hira là chính. Đây nhá, đồ vật mất này hay là làm mất này, nakusu. Đấy. Đọc là na như trên. Âm onyomi đọc là mư hoặc là bư, trong đó đọc chủ yếu là đọc là mư là nhiều, còn bư thì có một số ít từ sẽ đọc là bư. Ví dụ mudina là vô lý, không thể. Mudio là vô liệu, là miễn phí. Buji là vô sự, nghĩa là an toàn. Budena là vô lễ, giống như cái từ sitre thất lễ. Mudana là vô đà, vô ích. Ümü là hữu vô, nghĩa là có hoặc là không. Mügen là vô hạn, Müeki là vô ích, Müyo là vô dụng. Ngoài ra còn rất là nhiều từ nữa, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ xét một số từ như thế này thôi. Đấy, đấy là cái phần kanji của ngày hôm nay, cũng là bài cuối cùng trong sách kanji N3 lúc ăn lơn tập 1 đúng nhỉ, và đã được cải biến thành read and learn đấy. Thì các bạn xem kỹ bài học để có thể ghi nhớ được những cái chữ Hán này nhá, và làm bài tập để có thể biết viết đúng nhỉ, biết đọc và vận dụng cái kiến thức đã học để nhớ chữ Hán được tốt hơn. Chào và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại cho các bài học lần sau.